Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sống vui, sống khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, chắc quý vị và các bạn sẽ đồng ý với Khánh Huyền ở một quan điểm rằng là để xây dựng được một tổ ấm gia đình rất là khó, tuy nhiên là giữ được nó lại càng khó hơn. Và để làm được điều này thì cần có một cái sự đồng thuận cả vợ lẫn chồng. Ngày hôm nay trong chuyên mục Sống vui, sống khỏe, chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn một vài điều để chúng ta tham khảo để làm sao giữ gìn hạnh phúc gia đình được tốt hơn nhé. Tin tưởng nhau, đã là vợ chồng thì điều này lại cần hơn bao giờ hết. Để người bạn đời có thể tin mình, bạn cần phải chân thành, nên kiềm chế thói quen phán xét, bắt bẻ, chỉ trích tật xấu của nhau. Đừng quá nghi ngờ, để rồi tự mình hành hạ mình. Hãy thẳng thắn chuyện trò, đừng ngốc nghếch biến mình thành con mồi cho hội chứng. Nếu anh ấy hay cô ấy yêu tôi, anh ấy cô ấy phải biết tôi muốn gì. Làm sao có thể đòi hỏi người bạn đời khi nào cũng có thể đọc hết được những suy nghĩ của mình? Hãy nói lên suy nghĩ, mong muốn của mình. Nói với nhau nhiều hơn. Trong cuộc sống vợ chồng, hàng ngày hãy dành ra ít nhất 30 phút để nói chuyện với nhau. Chuyện thời tiết, công việc, xã hội, chuyện nuôi dạy trẻ. Thậm chí nói chuyện nhà hàng xóm mới mua cái quạt điện mới. Đừng dè sẻn lời nói, hãy làm cho người nghe hoặc người nói những gì mình nghĩ. Khi đối thoại với nhau, các bạn sẽ hiểu tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc của bạn đời ẩn sau mỗi lời nói. Cố gắng gần gũi nhau. Sự gần gũi ở đây không chỉ dừng lại ở khía cạnh tình dục. Nói chuyện, chia sẻ với nhau cũng là một cách. Hãy thường xuyên đi ăn trưa cùng nhau hơn và làm sao để mỗi ngày đều có những giây phút dành riêng cho nhau. Không cãi nhau trước mặt con. Tranh luận với nhau là một điều hết sức tự nhiên, thậm chí là điều cần thiết. Tuy vậy, không được cãi nhau trước mặt con cái, vì lũ trẻ luôn học được những gì chúng muốn thấy ở bố mẹ. Và điểm cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng mà chúng tôi muốn chia sẻ, đó là chấp nhận tính cách của nhau. Và Huyền thấy rằng cuộc sống muôn màu muôn vẻ, trái bi thì cũng có trái tròn, trái méo và con người thì lại càng như vậy. Có người tính cách thế này, người tính cách thế kia và quan điểm cũng khác nhau nữa. Nhưng mà Huyền nghĩ có thể có những người cho rằng đó là sự khó khăn trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, cái sự khó khăn đó lại tạo nên những cái màu sắc khác nhau trong các đời sống mà vợ chồng chúng ta cùng chia sẻ hàng ngày. Nó tạo cái điều kiện để chúng ta bù đắp lẫn cho nhau những cái khiếm khuyết về tính cách của nhau. Tuy nhiên là những cái sự khác nhau đó cũng đừng có quá để làm sao nó đừng có trở thành cái mối đe dọa trong gia đình của chúng ta.